Chào các bạn. Theo như đề nghị của một số bạn thì ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đó là soạn thảo một cái công văn theo đúng chuẩn hiện tại. Chuẩn hiện tại đó là theo cái thông tư số 01/2011. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu sơ qua một chút công văn là gì và bố cục công văn như thế nào. Trên màn hình của các bạn đây chính là một cái mẫu công văn, mẫu số 1.5 đây là mẫu công văn. Đây các bạn thể nhìn thấy thì gồm có các thành phần đó là quốc hiệu, tên cơ quan chủ quản, cơ quan ban hành văn bản, số của văn bản, trích yếu nội dung, địa danh ngày tháng, phần kính gửi, phần nội dung, quyền hạn chức vụ của người ký, dấu, lời nhận, địa chỉ. Vậy chúng ta hiểu công văn là gì? Các bạn chỉ cần hiểu đó là công văn là loại văn bản không có tên gọi. Để các bạn thì nhìn thấy công văn đây số 3 của nó đấy ạ. Số 3 bình thường các loại văn bản khác chỉ là viết tắt tên loại văn bản, đúng không ạ? Nhưng mà trong công văn thì nó sẽ không có, đúng không ạ? Các bạn thì nhìn thấy đấy, số 3 đấy ạ. Số 3 là chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành văn bản. Số 4 này là số 4 này, đây chính là tên cơ quan ban hành văn bản hay gọi là cơ quan soạn thảo văn bản, đúng không ạ? Số 6 là trích yếu nội dung. Số 7 là nội dung, các bạn nhìn thấy đúng không ạ? Công văn là loại văn bản không có tên gọi, dùng để thông tin trong các hoạt động như là giao dịch, trao đổi, đúng không ạ? Giữa các chủ thể có thẩm quyền để giải quyết các công việc có liên quan. Vậy chúng ta hiểu là công văn là loại văn bản không có tên gọi, dùng để trao đổi thông tin cho cơ quan hành chính, đúng không ạ? Công văn có thể là công văn nội bộ và công văn dùng để văn bản đi hoặc văn bản đế ấy, với các nội dung như là xin ý kiến này, chỉnh kế hoạch, đề nghị lên cấp trên, thăm hỏi, cảm ơn, phúc đáp, vân vân. Bố cục công văn các bạn thì nhìn thấy bố cục công văn tương tự như là một cái bài văn mà ngày xưa mình nhớ là học, không biết là hình như học cấp 1, cấp 2 thì đều được học đó là làm một bài văn, đúng không? Bài văn để tả một cái gì đó thường chúng ta có 3 phần, mở bài, thân bài và kết luận, đúng không ạ? Vậy là công văn chúng ta cũng có 3 phần như vậy. Chúng ta sẽ có phần như là phần mở đầu, phần triển khai và phần kết luận. Phần mở đầu thì gồm có thể thức ở vị trí số 1 đó là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thể thức ở vị trí số 2 đó là tên cơ quan ban hành văn bản là cơ quan chủ quản, thể thức ở vị trí số 3 là số ký hiệu ban hành văn bản, trích yếu nội dung, vị trí số 4 địa danh ngày tháng. Đấy. Tiếp theo là phần kính gửi, đúng không ạ? Đấy chính là phần mở đầu. Phần triển khai thì gồm có phần như phần nội dung của công văn. Nội dung của công văn thì gồm có đặt vấn đề và triển khai vấn đề. Đặt vấn đề đó là nêu là tại sao mà mình phải viết công văn, cơ sở để viết công văn. Phần phát triển vấn đề đó trình bày các yêu cầu để giải quyết. Phần kết luận của vấn đề thì gồm có khẳng định lại ý kiến hoặc làm sáng tỏ. Cái phần này chúng ta cần viết ngắn gọn thôi, đúng không ạ? Phần kết luận thì gồm có phần như là quyền hạn chức vụ của người ký, dấu, lời nhận, các yếu tố khác nếu có. Yếu tố số 11 này là các yếu tố khác nếu có đấy ạ. Các bạn thể nhìn sơ qua các yếu tố để cấu thành một văn bản. Sau đó chúng ta sẽ đi thử soạn thảo một cái văn bản giống hệt như thế này ạ. Đầu tiên các bạn mở Word ạ. Trước khi soạn thảo một công văn thì mình sẽ cho các bạn xem một cái loại công văn. Đây, các bạn thì nhìn thấy đây chính là một cái công văn giống hệt như thể thức ở bên này. Đây là một cái loại công văn chuẩn. Cũng gồm có Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, cơ quan chủ quản, cơ quan ban hành văn bản, số, trích yếu nội dung. Công văn khác, các loại văn bản khác ngoài việc đó là không có tên gọi thì nó, ví dụ các công văn, ví dụ như quyết định hoặc là thông tư, đúng không ạ? Thì cái phần đó là trích yếu nội dung của nó sẽ ghi là về việc, ghi hạt từ về việc ra. Còn đối lại công văn thì chỉ ghi là VV thôi, đúng không ạ? Công văn thì có thêm cái phần kính gửi ở vị trí số 9. Các bạn thì thấy bây giờ chúng ta sẽ đi soạn thảo một công văn, một cái mẫu công văn giống hệt như này, đúng không ạ? Gồm có thể thức như thế này.
bạn mở Word ạ. Đầu tiên là chúng ta sẽ phải đánh là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự do Hạnh phúc, tên cơ quan chủ quản, cơ quan mang bản số, đúng không ạ? Chữ ký nội dung, địa danh ngày tháng, đúng không ạ? Để làm được các này thì đầu tiên là các bạn có thể kể. Việc đầu tiên là các bạn có thể là kẻ bảng. Nhiều bạn không kẻ bảng được nhưng mà rất khó và nó xấu. Lý do là kẻ bảng là khi kẻ bảng là các bạn có thể căn chỉnh thoải mái trong bảng mà không không bị ảnh hưởng tới các dữ liệu khác, đúng không ạ? Đầu tiên kẻ bảng các bạn chọn vào table, các bạn có thể chọn vào insert, các bạn chọn table để có thể kẻ bảng tự động. Nếu không các bạn thì kẻ bảng bằng tay, mình sẽ kẻ bảng bằng tay, đúng không ạ? Trong phần này các bạn chọn là low border. Nếu các bạn chọn là low border đó, có một số bạn là khi các bạn kẻ bảng như này nhưng mà nó không ra gì, đúng không ạ? Và để giải quyết được sự cố trên thì các bạn có thể chọn table, các bạn chọn phần sâu pin này, đúng không ạ? Các bạn như này đó, các bạn thực hiện lại việc kẻ bảng, chọn vào raw table, các bạn kẻ bảng. Vậy là chúng ta có bốn thành phần, chúng ta sẽ phải làm là 4 ô, đúng không ạ? Xin thưa là các bạn thì nhìn thấy cái khung chìm này, thế nhưng mà khi các bạn in ra thì khung chìm này sẽ không in theo, đúng không ạ? Thành phần đầu tiên đó là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được viết bằng chữ in đậm. Đầu tiên thì mình nghĩ rằng các bạn cứ nhập thô văn bản, sau đó các bạn chỉnh sửa, đúng không ạ? Cộng hòa Xã hội Việt Nam. Ở dưới là độc lập, tự do, hạnh phúc. Chúng ta đã xong thì tức ở vị trí số 1. Tiếp theo đến vị trí số 2, đó là tên cơ quan tổ chức chủ quản. Cơ quan phải tổ chức chủ quản. Dưới tên cơ quan ban, tên cơ quan tổ chức, tên cơ quan tổ chức này là cơ quan tổ chức ban hành văn bản. Tiếp theo vị trí số thể thức số 3, đó là số bao nhiêu đó, đúng không ạ? Số tên cơ quan ban hành văn bản, viết tắt tên cơ quan ban hành văn bản, viết tắt tên cơ quan phải tổ chức ban hành văn bản. Vậy là mình sẽ viết làm sao cho nó ngắn gọn thôi. Vậy là chúng ta là tên cơ quan ban hành văn bản, cơ quan ban hành văn bản, ban hành văn bản, đúng không ạ? Tiếp theo là cơ quan soạn thảo, soạn thảo, soạn thảo văn bản, đúng không ạ? Chiếc yếu nội dung, chiếc yếu nội dung sẽ làm bắt đầu bằng từ vờ, đúng không? Về việc gì đó, đúng không? Ở đây chính là địa danh ngày tháng, địa danh ngày tháng năm, đúng không ạ? Vậy là chúng ta đã nhập thô được xong 4 thành phần của thể thức này rồi, đúng không ạ? Tiếp theo đến phần kính gửi. Gửi là chúng ta lên phát thì nó sẽ rất là đẹp. Căn trái set, ok. Sau phần kính gửi sẽ là phần nội dung của văn bản. Để đặt tab ở vị trí này thì các bạn kích nút chuột ở vị trí này. Đó. Các bạn xóa hết tab cũ đi ạ. Đặt tab.
Tiếp theo thể thức ở phía dưới này thì các bạn cũng kẻ cái bảng, nhưng mà chúng ta chỉ cần có hai cột thôi ạ. Cột này chính là quyền hạn chức vụ của người ký đúng không ạ? Mình sẽ kéo lên cho các bạn dưới nhìn. Cột này sẽ là quyền hạn chức vụ của người ký. Chữ ký và dấu đúng không? Ở phía dưới là họ tên. Bên này là lơi nhận. Hai chấm như trên. Tiếp theo đến new. New của văn phòng hoặc là văn thư. Ví dụ ở trên này là văn thư đúng không? Nhưng mình là lưu ở văn phòng cơ. Đó, để thấy. Số A.xx đây chính là số A chính là ký hiệu của người đánh máy, còn XX chính là số bàn, đúng không? Chấm một cái. Đó. Sau khi các bạn chỉnh xong rồi thì sau khi các bạn đánh thô văn bản xong, bây giờ các bạn mới đi đến chỉnh văn bản. Đây mình sẽ kéo lại văn bản lên cho các bạn dễ nhìn. Đầu tiên là chỉnh văn bản này. Đúng không? Tất cả chỗ này là bôi đen đúng không ạ? Bôi đen in đậm. Đầu tiên là các bạn sẽ bôi đen. Và cho in đậm. Bên này thì tên cơ quan chủ quản. Tên cơ quan chủ quản thì không có bôi đen, chỉ có cơ quan ban hành văn bản thì bôi đen, vậy là chúng ta sẽ bôi đen. Đây đúng không ạ? Địa danh ngày tháng của chúng ta là in in nghiêng đúng không? Tất cả chúng ta căn ra dứa. Ta căn ra dứa đúng không ạ? Về việc là chúng ta sẽ thẳng về số thì nó đẹp hơn đúng không? Vậy chúng ta sẽ chỉnh cho nó thẳng về số. Kính gửi là chúng ta để ra dứa. Từ đây kính gửi này nó chưa để ra rứa thế nhưng mà nó vẫn bị lệch về bên tay tay trái đúng không? Vậy là chúng ta sẽ sử dụng đó là phớt là kính gửi. Bốn dòng này chúng ta được di chuyển ra rứa. Mỗi một cái này chúng ta sẽ để một dấu. Dấu này chỗ đây có một dấu cách. Nếu mà chỉ cái gửi cho một cơ quan thì nó sẽ nằm ở vị trí này luôn. Còn nếu mà gửi cho nhiều cơ quan thì nó sẽ xuống dòng và nó sẽ dạng như thế này. Trong phần này chính là phần nội dung đúng không ạ? Đầu tiên chỗ này là phải thụt vào. Quyền hạn chức vụ của người ký bôi đen đúng không? Họ tên bôi đen, căn dứa, lời nhận bôi đen ý nghiêng đúng không ạ? Này cơ chứ các bạn cho cơ chứ là 11. Từ chỗ này cơ chứ 11 thì chỗ này chỉ cơ chứ 10. Đấy, cách chỗ này là chỗ đẹp. Các văn bản khác các bạn cho cách cho đẹp. Ở đây sẽ có một đường gạch đúng không ạ? Đường gạch xin lỗi lưu ý với các bạn là nó không phải là Ctrl O đâu ạ. Như thế này là sai đúng không ạ? Mà các bạn phải vào phần nếu như trong này các bạn chưa có thanh công cụ draw, các bạn phải lôi thanh công cụ draw ra bằng việc các bạn chọn vào view, chọn vào toolbar, các bạn tìm từ draw đây đúng không ạ? Các bạn kích vào đây. Sau khi các bạn kích vào trong này nó sẽ ra phần đó là clear draw đúng không? Grid draw được rồi lại. Các bạn ấn ESC phím đầu tiên bên tay trái.
bạn kể, kể hết cả từ từ đầu đến cuối, từ độc lập, tự do, hạnh phúc, đúng không ạ? Ở đây bằng 1 phần 3 hoặc 2 phần 3 cơ quan phát hành văn bản, đúng không? Nếu Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cờ chướng 12 thì độc lập tự do phải cờ chướng 13. Nếu Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cờ chướng 13 thì độc lập tự do là 10, 14. Vậy là mình sẽ cho là thằng này 12. 12 đúng không ạ? Chỗ này phải 13. Chỗ này 13 thì ở phía dưới này cũng là 10, 13. Bên này cũng là 10, 13. Chỗ này các bạn thì để là 12 hoặc để là 13 cũng được. Kính cửa là các bạn để cách ra một chút, cách so với dòng lầm trên, đúng không? Xem văn bản trước khi in. Kính gửi các bạn có thể để xuống một chút ạ. Và đã chọn là 10, 12. Đây, mình thấy có một vấn đề. Nội dung của văn bản các bạn có thể để là 13, chỗ này để 13 đây. Xem văn bản một lần nữa. Vậy là chúng ta vừa soạn thảo xong một cái công văn thì gồm có thành phần thể thức vị trí ở số 1, số 2, số 3 và số 4. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.